Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay là giới thiệu cho anh em một ít mặt hàng. Lát nữa thì em sẽ livestream trực tiếp và đưa ra những thông số cho anh em. Đây, đang chuẩn bị lên giá và sắp xếp lại một ít đồ. Thì anh em có thể lướt qua những cái món đồ mà lát nữa thì em sẽ livestream trực tiếp và lên chi tiết cho anh em nhé. Anh em có thể xem qua để đón xem video lúc 8:30 anh em nhé, 20:30 đấy. Đó. Rất là nhiều chân Keago nhôm có ti thủy lực của Đức, của Nhật và rất là nhiều những món hàng khác. Van inox, tượng tâm lưới inox, bản lề ke, ổ cắm, lọc nguồn, biên áp cách ly, rất là nhiều hộp nhôm và những hộp inox nữa anh em nhé. Rồi, hẹn anh em lúc 8:30 tối, 20:30 anh em nhé.